Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là Gio-an. Hai ông này cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Chúng ta thấy cái câu chuyện tin mừng mà Thánh Mát-theo vừa kể nó hay không? Rồi kể coi, ai kể lại giùm Ma coi. Có 5 câu thôi à. Mát-theo chương 4 từ câu 18 tới 22 thì Thánh Mát-theo kể cái gì? Là Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó nó có cái điều gì rất là hay. Mình khám phá ra nó có cái gì rất là hay. Ở câu 20 và câu 22. Đầu câu 20 và đầu câu 22 đó. Nó có cái từ gì? Đầu câu 20 và câu 22, chẳng lẽ mà nhìn không ra nữa? À, lập tức những cái rai là gì? Tanh mơ tam. À, tanh mơ tam. Tanh mơ tam phải không ngoài? Tanh mơ tam. Tanh tanh là nhanh lên. Tanh tanh. Tanh mơ tam là lập tức. Bốn môn đệ đầu tiên này đã lập tức đi theo Chúa. Trong đó có Thánh An-rê mà ngày hôm nay chúng ta mừng lễ. Thì Thánh An-rê có một cái tên rất là dễ thương. Đó là một cái tên là một cái người môn đệ giàu tình cảm. Tức là Thánh An-rê là người rất là giàu tình cảm và dễ thương. Thấy không? Và qua cái câu chuyện tin mừng Tanh Mơ Tam, Tanh Mơ Tam lập tức. Nhưng mà rồi chúng ta thấy cuộc đời của các môn đệ đó có một cái điểm hay rất là dứt khoát. Như Thánh Mát-theo, khi mà được Chúa kêu gọi là Thánh Mát-theo lập tức bỏ hết tất cả mọi chuyện, bỏ hết. Như ông Gia-kêu cũng vậy, khi mà gặp Chúa là ông lập tức bỏ hết tất cả mọi sự, quyết định theo Chúa. Bốn môn đệ ngày hôm nay cũng vậy, lập tức bỏ mọi sự, bỏ cha, bỏ cái nghề chài lưới của mình mà theo Chúa. Và chúng ta thấy rằng là cái thái độ đó trong chúng ta cũng có chứ không phải là không. Chúng ta cũng nhiều lần khi mà nghe Chúa nói chúng ta vội vàng. Nhưng mà cái vấn đề người doanh nó có nói á, là ngựa chạy đường dài hoặc là thức lâu mới biết đêm dài. Thấy không? Và chính điều đó nó được thể hiện nơi cuộc đời của các môn đệ. Chúng ta thấy đi theo Chúa đâu có suôn sẻ đâu. Đi theo Chúa như các môn đệ có những lúc chán nản, có những lúc nguy nan, có những lúc muốn buông xuôi. Như chúng ta thấy đó, bỏ thầy buồn lắm. Khi mà nhất là ở trên vườn cây dầu đó, các môn đệ cảm thấy chán nản bởi vì thầy của mình đã bị khổ hình và bị đóng đinh. Các môn đệ chán nản bỏ đi.
không ai muốn ở lại để mà nhìn thấy cái cảnh của thầy chết bất lực. Hơn nữa, lúc mà Chúa Giêsu chịu chết đó thì tất cả những người gọi là đi theo Chúa Giêsu thì đều bị tra vấn, giống như Thánh Phêrô đó, bị cái người đầy tớ đó chỉ ông này là cũng hay đi theo với ông Giêsu. Nên là chúng ta thấy các môn đệ đã trốn hết, niềm tin của các môn đệ dường như vụt tắt bởi vì Chúa Giêsu đã chết. Thế nhưng mà rồi chúng ta thấy sau cái biến cố phục sinh, các môn đệ đã mạnh dạn lên đường để mà loan báo tin mừng, để mà sống cái niềm tin đó với Chúa, đã làm chứng đến độ mà đổ máu đào ra để làm chứng cái niềm tin của mình vào Chúa, để làm chứng cái tình yêu của mình vào Chúa. Đời người Cơ Tô hữu của chúng ta cũng vậy. Có những người chúng ta thấy nói cái gì cũng nhanh nhẩu lắm, dạ, nhưng mà rồi trong cuộc sống không có thực hiện, không có đi đường dài. Giống như có những cái chuyện tình hôn nhân, người ta đến với nhau, người ta nói những lời yêu thương lẻ lắm, yêu, nhưng mà rồi cưới với nhau về 5-3 năm, thậm chí 20 năm, 25 năm, người ta cũng bỏ nhau. Bởi vì người ta không có một cái độ dài, người ta không có một cái trường độ để mà sống cái lời họ nói, để mà sống cái lời yêu thương mà họ nói đó. Chúng ta cũng vậy, đời sống đức tin của chúng ta nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng mạnh dạn bỏ tất cả mọi sự đó chứ. Nhiều lúc chúng ta cũng muốn từ bỏ tất cả để mà theo Chúa, nhưng mà rồi cuộc sống gặp những gian nan, gặp những thử thách, gặp biến cố này biến cố kia, chúng ta cũng đã nhiều lần nhiều lúc rời xa Chúa. Nhưng mà an tâm đi, như cơn sóng mà, đời sống đức tin của chúng ta là như vậy. Nhưng mà chuyện quan trọng cuối cùng là chúng ta có sống như các môn đệ hay không, sống như Thánh An-rê hay không, để mà nói lời tuyên xưng, nói lời tình yêu Chúa. Đặc biệt chúng ta thấy đó, giữa một cái cuộc sống ngày hôm nay, đặc biệt khi mà cái con virus nó đến, nó hoành hành, chúng ta không thấy nó, nhưng mà cái sức công phá của nó quá kinh khủng. Nó đã lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu người, nó làm cho cuộc sống của chúng ta chao đảo. Và có những người mất đức tin, có những người sẽ hỏi rằng là Chúa ở đâu rồi, tại sao Chúa lại để cái cơn đại dịch này nó xảy ra như vậy. Rồi chúng ta lại thấy công ăn việc làm không có, chuyện học hành nó khó khăn, cơm áo gạo tiền hàng ngày bây giờ càng ngày nó càng thiếu thốn. Bước chân ra đường là phải chi tiền, bước chân ra đường là phải có tiền, mà tiền vào thì không có, mà tiền ra thì nhiều. Nên những cái đó nó làm cho cái đời sống đức tin của con người thêm chao đảo chứ. Bởi vì là con người mà, sống trong cái định luật con người, mở mắt ra là phải chi tiền, nhưng mà cái chi đó có cái thu vào. Cuộc sống mùa màng thất bát, thời tiết thay đổi, con người làm ăn khó khăn, phương tiện đi lại không có, xăng lên giá, tất cả mọi cái nó đổ lên đầu người dân. Và khi đó chúng ta lại thấy cái niềm tin của chúng ta vào Chúa bị thử thách. Ngay như cái chuyện không có thánh lễ tập trung, không có những cái sinh hoạt như bình thường, là chúng ta thấy là một cái khó khăn. Đối diện với cái niềm tin ấy, chúng ta được mời gọi nhìn vào đời sống của các tông đồ, lập tức đi theo Chúa đó. Nhưng mà cái lập tức đó được kéo dài bao lâu? Nhiều khi có những người rất hăng say, mà chỉ hăng say được vài ba bữa thôi, chỉ hăng say theo được có vài ba bữa đầu tiên thôi. Ví dụ như một cái việc làm nào đó họ thích, họ thích ơi là thích, nhưng mà rồi chỉ có vài ba bữa họ bỏ. Giống như họ đi dự cái hội đoàn này, hội đoàn kia cũng vậy, thích lắm, nhưng mà được vài ba bữa họ bỏ. Đi theo cái phong trào này, phong trào kia, thích lắm, nhưng mà vài ba bữa bỏ. Đi theo Chúa cũng vậy, thấy người ta theo Chúa cũng vui lắm, đi theo Chúa tới nhà thờ vui lắm, đi theo Chúa được vài ba bữa xong rồi bỏ. Chúng ta thấy đó là một cái thực trạng đời sống tôn giáo của chúng ta. Và đứng trước cái thực trạng đau buồn đó, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải là những hạt nhân, chúng ta phải là những cái mẫu gương, cũng giống như ở đây vậy. Ngày nào chúng ta cũng đi lễ quen rồi, nhưng mà liệu rằng mai mốt khi học xong rồi, khi xa cái môi trường nhà thờ này rồi, trở về làng rồi, có những thánh lễ trong làng của chúng ta, hay có những thánh lễ tập trung, chúng ta có tham dự hay không? Hay chúng ta chỉ
là đến đây như là một cái thói quen, và sau khi không còn ở đây nữa chúng ta lại rời xa Chúa. Đó là một cái thử thách chặng đường dài đời sống đức tin. Có những người ngày xưa ở đây, sau đó không bao giờ thấy mặt đi lễ nữa. Thấy không? Đó là một cái hiện tượng cho chúng ta thấy, để mà chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta. Có những người, có những gia đình phải nói là rất là gọi là nhiệt tình đi theo Chúa, nhưng mà sau thời gian dài khi ma ở đây, ma thấy nó cũng có vấn đề. Đặc biệt là trong những cái ngày mà lễ hội đó, trong những cái ngày mà lễ lớn, họ có vẻ là giống như họ là cái người sùng đạo, họ có vẻ họ là những cái người nhiệt thành, nhưng mà hình như quanh năm suốt tháng chẳng thấy họ đâu. Chỉ có những cái lễ hội, chỉ có những cái lễ lạc là họ ra, họ tham dự và họ nói, và dường như chúng ta có cảm giác rằng là họ là cái người đạo đức lắm, họ là cái người nhiệt thành lắm, nhưng mà hình như nó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, cái hào nhoáng bên ngoài thôi, hình thức thôi. Còn bên trong và cái trường kỳ đến với Chúa hình như không thấy. Thì ma cảm giác rằng là không hiểu được họ như thế nào. Nói tới Chúa thì là hay lắm, tức là lúc nào là cũng đứng lên làm chứng giữa cộng đoàn về điều này điều kia, nhưng mà trong thực tại đó, đến với Chúa chẳng có bao nhiêu hết. Không, nhìn một cái cộng đoàn nó èo ụt, nhìn một cái cộng đoàn mà nó trống vắng, chúng ta được suy nghĩ, và suy nghĩ đó chúng ta suy nghĩ về chính bản thân của chúng ta. Có những lúc chúng ta cũng nhiệt thành lắm, lập tức, dạ, lẹ lắm. Cha bảo cái gì dạ, Chúa bảo cái gì dạ. Nhưng mà đi với Chúa một cái đường dài không phải đơn giản. Mình xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để rồi không chỉ chúng ta lập tức đi theo Chúa như các môn đệ, nhưng chúng ta còn đi theo Chúa trong cái con đường dài trong cuộc đời của chúng ta.